của Lập mà ra mắt sách đó, thì cái ra quyển Kiếm Đạo đó, chị biết không, thì có rất là nhiều phái võ tới mà biểu diễn võ thuật trong cái đó, mà mấy cái phái võ đó là bạn của tôi chứ không phải bạn của Lập. Nếu mà nói chuyện võ thuật á, chị biết không, từ vì đa số những người đó là tôi quen à, chứ còn Lập, nhưng mà học võ thì Lập có học, nhưng mà học có những cái môn võ nó nhẹ nhàng thôi, chị biết không, thành ra không có đủ sức mà để mà nói về võ thuật à. Mà tôi ngạc nhiên lắm, mà cái đó là cái thành công đó, chị biết cái thành công đó, đó là nó do một cái kiến thức. Do kiến thức thì cái sự kiến thức thì tôi thua Lập nhiều lắm, tôi thua em tôi. Tự vì cái thứ nhất đó, một cái thằng ở ngoài đường hoài thì không thể nào hơn cái thằng ngồi nhà đọc sách. Hiểu không? Bằng Lập á, nó đọc sách nó lại có cái trí nhớ. Cái trí nhớ, một trí nhớ lạ lùng lắm. Chính tôi mà sau này qua Mỹ mà tôi muốn nhớ là một cái chuyện cũ gì đó, thì tôi cầm điện thoại lên tôi hỏi. Đó. Có nhiều khi cái anh Danh là bạn tôi đây, anh coi thư viện ở đây, tôi hỏi quyển sách đó của ai viết, anh vẫn không nhớ, anh nói để tôi lục. Nhưng mà tôi cầm lên tôi hỏi là tôi cái quyển sách đó của ai, là nó nói luôn, kể luôn tôi cho câu chuyện à, kể đầu đuôi nữa, hiểu không? Ví dụ như tôi hồi đó tôi ở tù, tôi ở trên vùng Văn Bàn, là tôi ở cái vùng cổng trời. Thì hồi đó trước 75 mình có một cái tác giả, người ta viết một cái chuyện mình ta tả, mà khi tôi ra đó tôi gặp tôi thấy giống y, tôi muốn thuật lại câu chuyện đó, mà tôi không nhớ cái ông viết cái tên ông gì. Tôi hỏi ai Lập, hồi đó con cha chưa biết cái vùng đó là gì, nói đúng tên rồi nói luôn cái nhân vật ở đó trong đó cho tôi nghe nữa. Thì bởi vì như thế thành cái bộ mà Hương Giáo Đời Thơ này, tất cả những cái điển tích hay là những cái sự kiện xảy ra đó là Lập viết bằng trí nhớ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trí nhớ rất chính xác, là bởi vì mà không phải như giờ muốn nghĩ tới cái chuyện gì đó bấm lên Google để tìm đâu, tôi nghĩ không có cái chuyện đó, mà viết bằng trí nhớ. Bởi vì cái chuyện gì tôi không biết, nhưng mà cái thí dụ như cái bộ Tam Quốc á, mà tôi hỏi một cái chuyện, thí dụ như cái trận Xích Bích nó xảy ra, thì em tôi nó kể lại cho tôi nghe, không phải là nó kể cái chuyện đó nó như vậy, Tào Tháo như thế nào, mà nó kể nó bây giờ cái chuyện nó xảy ra trong cái trang mấy của cái bộ Tam Quốc, nó còn nhớ đến như vậy đó. À, nó nhớ lạ lùng lắm. Thì những người mà quen với tôi, nó hỏi tại sao Lập nó nhớ vậy, tôi nói tôi hồi nhỏ nó cứ ngồi một chỗ nó đọc sách không sao nó không nhớ. À, mà có lần chị cũng hỏi, chị cũng có phỏng vấn Lập rồi, nó coi như là quản thủ thư viện của bà ngoại tôi, mỗi mùa hè đi ra phơi sách một lần. Những chuyện mà chưa tới tuổi để đọc, tại vì người ta nói là, người ta có nói một câu, nếu mà cái người nào mà trẻ quá mà đọc cái bộ Đông Châu Liệt Quốc, tại vì nhiều nhân vật quá nhớ, nó có thể đưa vào cái trí nhớ, nó có thể làm cho mình loạn cái trí nhớ của mình đi. Nhưng mà Lập nó đọc Đông Châu Liệt Quốc từ hồi lớp nhì anh, chị biết không, học lớp nhì mình riết tới bao nhiêu năm trời mà cứ đọc như thế. Tôi đọc quyển đó tôi đọc 3 4 năm tôi cũng không nhớ ai là ai. Mình chỉ biết những nhân vật đó, khi người ta nói cái tên nhân vật mình biết nó nằm ở trong đó, nhưng mà câu chuyện nó xảy ra như thế nào chị biết không, không nhớ. Lập nó nhớ được, thành ra cái khi mà nó nhờ cái trí nhớ như vậy, thành ra nó viết cái bộ Hương Giáo Đời Thơ, nó viết rất là đàng hoàng. Tôi chỉ dùng cái chữ đàng hoàng thôi, chứ còn cái vấn đề mà hay dở như thế nào thì tôi không có phê bình được. Không lý người ta nói mình trong nhà rồi vỗ tay khen nhau kỳ quá. Thưa anh Trang Ngọc Ân, được hỏi về cách sắp xếp thứ tự của những lá thư của Hương Giáo Đời Thơ theo thời gian anh viết, hay là mình kiếm được ở trong thùng tài liệu mà anh để lại, rồi cứ thế là đánh máy dần dần và thành ra 4 cuốn. Thì nó như thế này chị, trước khi bà Lập mất á, khoảng 6 7 tháng gì ra, thì Lập có nói với lại anh Phúc,
tức là cái người mà đánh máy và giữ cái tài liệu này đó, thì nó chuyển qua cho Lập để Lập mỗi một cái câu chuyện. Chị thấy bây giờ đánh số không, đánh số không là do cái sự suy nghĩ của tôi. Thì Lập nói là mỗi cái chuyện đó sẽ đặt cho một cái tựa nhỏ. Thì nhưng mà cái việc đó Lập chưa có làm được, không có làm được thì mất. Thì khi mà Phúc giao lời tôi đó, tôi bây giờ tôi làm sao mà tôi ngồi tôi đọc hết cái này mà tôi đặt tựa gì cho nó chính xác vậy, thấy không? Tôi cứ Phúc đưa qua đó thì tôi cứ nói cái chuyện đó nếu mà đánh máy đầu thì để nó số 1, rồi cứ tiếp tục số 2, số 3. Chứ còn đặt tựa thì không có đặt được. Mà cũng như viết cái lời tựa này đó, tôi nói chuyện nghe, nếu mình viết dưới cái tính cách của một cái nhà nghiên cứu hay là một cái người mà để tâm vào cái câu chuyện, mà hiểu biết câu chuyện một cách chính xác đó, thì cái lời tựa nó sẽ có một cái sự giới thiệu nó dài dòng để dẫn chứng để gì đó. Nhưng mà tôi viết với cái tinh thần là cái giá trị làm việc của thằng em tôi và cái sự suy nghĩ tiếp nhận của bạn bè thôi. Em viết vài dòng, nó là chỉ vậy. Chứ còn bây giờ, tất cả những cái chuyện này chỉ có đọc rồi, nó là những chuyện rời. Nó chuyện rời, mà những cái chuyện rời, mỗi một cái chuyện rời như vậy đó, thì cái sự kiện nó xảy ra nó giữa cái chuyện, thí dụ như số 1 và số 10, cái vấn đề lịch sử hay là cái vấn đề giai đoạn của câu chuyện á, nó không phải là cái sự sắp xếp trước sau, không có trước sau. Thí dụ như cái chuyện số 10 đó, cái chuyện đó trong cái giai đoạn lịch sử đó, nó lại là đi trước cái chuyện số 1. Nhưng mà cái vấn đề đó nó không quan trọng. Cái vấn đề quan trọng là mỗi một cái chuyện, cái phần mà hướng dẫn cái tinh thần của câu chuyện đó với cái hiện tại đó, thì nó mới quan trọng hơn. Nó quan trọng hơn ở cái chỗ là nó có thể hướng dẫn cái xã hội miền Nam nó như hiện tại như thế này, đối với câu chuyện đó nó là như vậy. Thì từ câu chuyện trước mình sẽ rút ra được mỗi kinh nghiệm mà những cái người lãnh đạo, những người ở chế độ của Cộng sản bây giờ người ta cũng biết, mà người ta không có rút ra một cái kinh nghiệm nào. Và những cái điều đó mới là những cái điều đáng giá và nhắn gửi lại cho những cái người khác. Thì thấy không? Thưa quý khán giả, đúng là không dễ để mà nói về một người em ở trong gia đình của mình. Sự nhận xét của quý độc giả, mỗi một người cảm nhận được điều gì qua ngòi viết của một tác giả, thì đó là điều mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị khi có bộ Hương Giáo Đề Thơ sẽ có những sự nhận định riêng của mình. Ngọc Ân chỉ nhớ nhất và đồng ý nhất với một nhận định của một linh mục. Trước khi đi tu thì cha là người bạn trẻ của anh Lập. Và khi anh Lập mất, cha đến kể câu chuyện mà Ngọc Ân ngồi vừa khóc vừa cười vì nhớ lại. Đó cũng là những cảm tưởng của mình khi ngày xưa đọc Hương Giáo Đề Thơ, khi ngày xưa đọc Kiếm Đạo. Cha nói rằng là đúng là một người không thức thời gì cả. Người ta có một cái chứng bệnh như là anh Lập, là anh bị hở van tim. Thì anh có thể đi xin tiền để mà có một cái số tiền tuy là nho nhỏ nhưng mà cũng đủ cho anh sống với cái sức khỏe không tốt đó của anh. Đây đã chẳng thèm đi xin thì chớ lại hì hục ngồi viết. Viết xong rồi cũng không biết giới thiệu sách của mình ra làm sao để mà bán cho ra được đồng tiền. Có phải đó là người không thức thời hay không? Mà nói đến Kiếm Đạo đó, anh Lập mất rồi, độc giả của anh vẫn còn đòi, vậy thì tập 3-4 đâu? Anh đã ra Kiếm Đạo 1-2 và lúc đó độc giả tha thiết mong chờ Kiếm Đạo 3-4. Ngọc Ân đến nỗi mà Ngọc Ân xin anh Trạch là: anh ơi, anh xem lại tất cả những cái thùng, những sáng tác của anh Lập để lại, anh làm ơn làm phước anh kiếm xem có Kiếm Đạo không, anh cho độc giả đọc với. Ông ấy để cho người đọc mấy chục năm vẫn còn tiếc không hiểu, rồi Kiếm Đạo 3-4 sẽ đi về đâu.
Nhưng thưa quý khán giả, điều mà hấp dẫn của nhà văn Nguyễn Đức Lập đối với tuổi đôi mươi lúc đó, bởi vì như vị linh mục lúc đó là một người bạn trẻ ở tuổi đôi mươi, lúc Ngọc Ân đi vượt biên và đến khi được đọc sách của anh Lập, đọc những sáng tác của anh thì cũng ở tuổi đôi mươi. Những tuổi đôi mươi của vượt biên, nếu không có một cây viết như Nguyễn Đức Lập, mình cũng hoang mang, không biết là những gì mà mình đã đi qua để có được sự tự do, và rồi sự tự do đó phải có một sự hướng dẫn để có một mục đích của cuộc sống. Sự hướng dẫn của anh Lập, tuy rằng anh không cầm tay mình lôi đi, đây, đi đường này, chớ có đi đường kia, nhưng qua Hương giáo đề thơ, qua kiếm đạo, tuổi đôi mươi của cộng đồng tị nạn lúc đó có một sự hướng dẫn thật lợi ích. Đó là anh luôn luôn đặt câu hỏi để cho tuổi trẻ suy nghĩ. Mình sống mà không có một lý tưởng, mình sống mà không nghĩ đến quê hương cội rễ của mình sống chỉ nghĩ đến sự thành công vật chất mà không nghĩ mình sẽ làm gì cho quê hương, cho những gì mình đánh mất đi, là bởi vì cái cuộc sống đó ép mình bị mất, chứ không phải là mình muốn rời bỏ quê hương mà đi. Và một ngày trở lại để quê hương có được những gì mà mình đã đánh đổi. Cho dù nhiều người lúc đó còn nhỏ lắm, khi mà đi vượt biên chẳng hạn là bố mẹ lo cho đi, chứ trẻ con thì cũng chẳng biết gì. Nhưng mà khi các em lớn lên không có sự hướng dẫn ở trong gia đình, như cái tuổi vượt biên lúc đó, mà không có một hương giáo, mà không có kiếm đạo, thì có lẽ tuổi trẻ lúc đó chơi vơi lắm, không biết sống để có một mục đích, sống để quay nhìn lại cội rễ của mình. Và cái mục đích nhìn lại cội rễ của mình để làm gì cho quê hương là những điều mà những người đọc Nguyễn Đức Lập nhìn thấy ở đó. Một lý tưởng để có thể sống, một lý tưởng để có thể thấy rằng những gì cha mẹ mình hy sinh cho mình có một cuộc sống tự do, lý tưởng đó quay lại quang phục quê hương. Những điều đó nó ngầm chứa ở trong mỗi một ý tưởng, trong mỗi một dòng văn, trong mỗi một lá thư và trong mỗi kiếm đạo. Tuy anh Trạch nói rằng anh Lập chắc là học võ nhẹ nhẹ thôi, chứ đâu có mà học đủ thứ võ để mà khi kiếm đạo ở trình làng thì biết bao nhiêu môn võ thuật được đến. Đó là bởi vì sao? Đó là lý tưởng của con nhà võ có ở trong kiếm đạo. Và đó là sự hấp dẫn đến độ anh Lập mất rồi, độc giả vẫn còn nao nức mong chờ Hương giáo đề thơ, kiếm đạo một thời đã là lý tưởng cho tuổi vượt biên của cộng đồng tị nạn Việt Nam có một hướng đi. Và đó là sự nhận định mà khi anh Lập nằm xuống, vị linh mục bây giờ thì tuổi trung niên, không còn là tuổi trẻ nữa, nhắc lại ở bên dưới những người nào đã đọc anh Nguyễn Đức Lập, những người nào đã thấy lý tưởng cho mình qua kiếm đạo thì đều bùi ngùi, bởi vì đó là sự thật. Đó là cả một thế hệ mà khi các anh, các chú sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải đi tù 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm ở hải ngoại, những đứa trẻ vượt biên ít nhất có kiếm đạo, có lý tưởng để mà sống và để mà hy vọng. Thì đó là điều rất nhiều độc giả của nhà văn Nguyễn Đức Lập, của Hương giáo đề thơ đã được có những điều đó, thưa anh. Thì chị Ngọc Ân là chị nói về vấn đề mà kiếm đạo hay là những vấn đề Hương giáo đề thơ, cái việc làm của Lập ở đất Mỹ đó. Chị biết là trong cái tấm lòng của mỗi một con người
đối với quê hương, đối với lại đất nước hay là đối với lại một cái tập thể, thì ngoài cái vấn đề mà giáo dục của học đường ra thì cái giáo dục gia đình cũng có ảnh hưởng lớn lắm. Đây, tôi cũng nói một chút xíu, từ vì gia đình tôi cũng như tôi nói chỉ có bốn người con trai đó, thì bốn anh em tụi tôi thì có hai thằng thì khỏe mạnh hùng hục, có hai thằng thì bệnh hoạn hoài. Thì ông già tôi ông mới nói bây giờ hai thằng mạnh thì ông cho tổ quốc đó, thì còn hai thằng nhỏ thì lo gia đình. Thì cái hai thằng mạnh thì hai anh em tôi, thì tôi với thằng Thạch gì cũng biết là hai thằng đi vào lính và cũng phục vụ trong quân đội với tính cách là cũng hết cái khả năng của mình. Còn Lập thì nó ở nhà, nhưng mà trong cái việc, trong cái sự suy nghĩ, trong cái sự nhìn nhận, nhìn về vấn đề đất nước, hiểu biết về cái chế độ cộng sản thì không phải là Lập hiểu biết rất là nhiều đó. Ngay trong ngay cái vấn đề mà khi mà miền Nam mất thì có những cái phong trào mà đứng lên để mà tính làm gánh vác một cái bổn phận đó, thì Lập nó cũng có tham gia, và nó cũng là người bị Việt Cộng nó truy nã trong cái vụ mà nhà thờ Vinh Sơn á. Ừ. Thì khi mà Lập vượt biên được qua đây rồi đó, mà cái việc mà Lập mà thảnh thơi mà có thể mà ngồi viết mà ghi được á, mà không có một cái bận biểu gì đó, là cái đó là cũng một phần là cũng là do bà mẹ tôi. Chị biết rằng trong cái hoàn cảnh Sài Gòn lúc đó, anh em tụi những thằng tụi tôi thì đi ở tù, còn lại mấy đứa em gái, còn bà già, mấy đứa em gái còn đi học, mà có Lập vượt biên đi thì cái chuyện ở Việt Nam lúc đó mà có một người vượt biên đi thì những cái đứa nhỏ còn sống ở Việt Nam thì nó mơ ước gì, nó chỉ mơ ước những gói quà thôi, cái cuộc sống nó có thể khá hơn. Lập thì chẳng có gửi gì về, thì nhưng mà mấy em tôi thân phiền thì bà già tôi mới nói, bà biết được cái việc Lập đó làm thì bà mới khuyên mấy đứa em tôi đừng có nghĩ tới chuyện đó, để cho anh con làm những cái gì mà anh con muốn làm, những việc làm đó nó có ích. Thì bà có nói một câu mà tôi cũng có nhắc lại ở đây trước, là bà nói là một trong những cách báo hiếu đối với những người con, đối với cha mẹ là dương danh vinh phụ mẫu, tức là làm được một cái việc gì đó thì cũng là một cách trả hiếu với cha mẹ. Và Lập nó tự bị mẹ tôi có cái quan niệm như vậy, thành ra Lập nó rất là thảnh thơi để nó làm những cái việc gì theo cái ý thích của nó, mà cái ý thích đó không phải là cái ý thích riêng tư, mà cái ý thích đó nó có tính cách chung, nó có tính cách chung là có cái tính cách gợi lên cái lòng yêu nước, gợi lên hướng dẫn một cái vấn đề đấu tranh. Mà cái việc của Lập với Lập nó cũng đã từng nói chuyện với chị, nó nói là việc mà mình chống với những người cộng sản không phải là mình chống cá nhân của người đó, mà mình chống cái bản chất của cái chế độ đó. Đó. Mà nếu mình chống bản chất cái chế độ đó thì mình phải vạch những cái gì để cho người ta thấy rõ cái bản chất, và từ cái bản chất của chế độ đó thì mình không thể nào chấp nhận được. Đó, thì cái việc làm của Lập nó cũng có cái tính cách như vậy. Sự thật ra thì trong cái cuộc sống mỗi người có một cái sự suy nghĩ, có một cách sống khác nhau, nhưng mà với thằng em tôi thì những cái việc làm gì của nó đó thì tôi cũng có tính cách là kêu bằng động viên và đồng ý với cái việc làm đó. Thì cái việc làm mà để lại của Lập đó nó có được đón nhận hay là không, thì cái người phải cầm tới quyển sách và đọc để thấy những cái việc đó, chứ còn nếu mà bây giờ mình nói thì cũng không được, chị con thấy không? Đó, đúng như vậy. Thành ra bây giờ sách thì tôi cũng đã cố gắng hết sức theo theo cái nguyện vọng của em tôi trước khi chết, thì tôi cũng đã hình thành được cái chuyện đó, hình thành với một cái số lượng trong khả năng của mình là chỉ có 400 bộ thôi. 400 bộ thì cũng hy vọng là trong 400 bộ đó nó cũng sẽ đến tay của những người đọc.
những người đọc. Và khi mà đọc rồi thì tôi nghĩ rằng những người đọc đó sẽ thấy rằng cái việc làm của em tôi là không phải là việc làm không có ý nghĩa và vô ích. Thưa quý khán giả, sự nhận định và đón nhận Hương Giáo Đề Thơ xin dành cho sự quyết định của quý khán giả, của quý độc giả. Chọn bộ 4 cuốn là 100 Mỹ Kim bao gồm cả cước phí ở Hoa Kỳ. Còn ở các quốc gia khác, xin quý vị liên lạc để biết giá cước phí. Chúng tôi mỗi mùa Tết gửi báo xuân Vietstream đi thì đã học bài học là cước phí ở trong nước Mỹ nó tính một giá, một bộ sách, một giá tiền, thành ra dễ dàng hơn cho việc gửi sách đi. Còn nếu quý vị mua tặng cho thân nhân ở ngoài nước Mỹ thì xin liên lạc để bên Hướng Đạo phát hành, phải không anh? Dạ, đúng ạ. Dạ, cái quyển sách này đó thì bởi vì cả đời của Lập là một đời hướng đạo, thành ra tôi thấy rằng cái việc mà để cho hướng đạo phát hành là cái việc đúng đắn nhất. Thì có hai cái nơi mà qua Mỹ này hoặc Lập em tôi nó hoạt động mà có tính cách là chặt chẽ là Thư viện Việt Nam và Hướng Đạo. Thì cái khi mà in được 400 cái bộ sách này 400 á, thì tôi tự giải quyết mà để gọi là để có thể là làm vừa lòng em chứ tôi chút đỉnh hay là trả lại những cái món nợ mà nó mắc phải đối với thư viện đối với lại Hướng Đạo. Thành ra tôi tặng cho thư viện 40 bộ, cái đó là phần của thư viện, còn số còn lại thì tôi để cho Hướng Đạo phát hành. Thì cái chuyện đó thì tôi giải quyết theo cái cảm tính của tôi thôi. Thưa anh, bộ 4 cuốn Hương Giáo Đề Thơ 100 Mỹ Kim bao gồm cước phí ở nước Mỹ, mà nếu được độc giả nồng nàn đón nhận, rồi anh có dự định in tiếp những gì mà anh Lập đã viết mà chưa có dịp để in ra sách không thưa anh? Thưa chị Ngọc Ân, là như thế này, mà theo tôi biết một cách cũng như là tính cách chắc chắn lắm á, thì Lập còn khoảng 18 bộ sách chưa 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 được in ra. Thì trong 18 bộ sách đó đó là có hai cái quyển tiếp theo của Kiếm Đạo. Nhưng mà khi mà lúc mà tôi qua thăm Lập bệnh đó thì tôi có ý định là gom hết tất cả các sách đó về, nhưng mà chị biết không, cái nhà thì của Lập thì nó lung tung beng lắm. Thì tôi thấy có mấy cái thùng giấy nó đề là kêu bằng sách chưa in á, nó dùng cái danh từ là kêu bằng viết mà còn để đó đó. Thì tôi ôm về, nhưng mà ôm về toàn là một thùng sách cũ. Toàn là những cái chuyện đã in rồi không à. Thì ở đây đó thì anh Phúc á, ảnh có gom lại và ảnh giữ được, tức là còn 3 quyển, tức là nếu mà in thì tôi sẽ in được 3 quyển đó, còn những cái quyển kia đó thì liên lạc với những người bên tế sát, nếu mà trong trường hợp mà người ta có được kiếm được thì in tiếp. Thì cái cách làm việc của tôi như thế này là cái quyển Hương Giáo Đề Thơ này đó, nếu mà được độc giả ủng hộ thì cái việc đầu tiên là cái số tiền mà những cái người trước người ta giúp đỡ cho Lập á, từ vì khi mà giúp đỡ cho em tôi đó thì tôi không biết là cái đó là người ta tặng hay là người ta cho mượn. Thành ra cái nhiệm vụ của tôi là nếu mà trong trường hợp bên Hướng Đạo người ta phát hành có được cái số tiền nào đó thì tôi gửi trả lại cho những cái số tiền mà trước đó, gửi trả lại cho những người mà có tên là đã giúp đỡ cho Lập cái số tiền mà dự trù để in đó. Thì khi mà trả xong rồi đó thì cái số còn lại thì tôi cũng nói rõ một cái vấn đề là cái lúc mà Lập còn sống đó thì Lập nghĩ rằng cái bộ Hương Giáo Đề Thơ này đã in ra để phát cho mọi người không bán, ý nghĩ là như vậy. Nhưng mà nếu mà
tôi làm theo cái ý đó thì tôi thiếu nợ tới lúc chết luôn cũng không đã hết, chịu không? Thành ra mình phải bán, cái này là hỏi ý kiến nhiều người lắm. Bán rồi trả những cái số tiền mà người ta ứng trước cho Lập, xong rồi dư lại đó thì tôi sẽ in một cái quyển nữa, và nghĩa là ba quyển đó, nếu mà nó